Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cây giáng siêu rất là đẹp trong vườn cây của chú Kền. Thế này chú dự định đi dự triển lãm đồng mô nên là cũng đang chỉnh sửa lại. Rất mong anh em hưởng ứng. Cái này có điểm gì cần phải tư vấn cho chú Kền không anh Cảnh? Nói chung là hôm nay mà là sư phụ về Hà Nội thủ đô về, không biết là chú Kền mới tiếp qua nhé, mà là ông bướm mật gì không biết, nhưng mà hôm nay là đã phải là chấm. Chú Kền, cái này nghe nói là mua mãi 2008 nhỉ? Cái này là mua từ năm 2008 mà. Cái này ngày trước là một cái trực đúng không? Là nó là một cái cây tán tầng. À, xanh tán à. Xong là mặt nghiêng nó xuống, xong là mình làm lại cái bộ này. Vâng. Ông Hà, ông ấy sáng tạo. Khi mà cắt hết cái tán 1 đi, đấy, xong nó lấy cái tán 2 này, ông tận dụng được một cái thân này. À. Xong là để làm cái cùng thứ 2. Vâng. Vận dụng một nhánh của cái tay, cái tán 1 đấy. Vâng. Cái tay 1. Nhưng quá trình thì cái tay này nó có những cái điểm nó không được như mong muốn. Cắt sau đi. Đến cách đây 3 năm, cắt đây đi. Vâng. Làm lại. Thì sau khi làm lại thì nó có những cái điểm phô ở đây. Thì hôm qua hai anh em quyết định là hóa giải hết những cái phần phô này. Cũng nhìn thấy hợp lý quá. Đấy, vâng. Nên tạo thành những cái... Đấy, bây giờ là nó không còn cái chỗ mà nó phô nữa. Đây là cây xanh Nam Điền này đúng không nhỉ? Xanh Nam Điền. Già quá. Cái này là nó cũng tương đối già nhất ở cái vườn này. Vâng. Nhưng mà tôi hài lòng nhất là khi mà cắt hóa giải được cái phần mà ngày xưa là mình chán nhất thế này. Vâng. Dạ. Nhưng mà giờ hóa giải rồi. Thành công. Nhưng mà một cái tay huyền đúng không chú? Tay này là một... Hay là hoành, tay này tay huyền đúng hơn đúng không? Tay này một ta gọi là cái sóng hay là cái tay. Vâng. Nhưng mà tôi mê ly nhất cơ mà. À. Bê này. Tụt tịt tút tít. À vâng vâng. Cái ngọn đi anh Cảnh. Vâng. Cái phần gọi là tay 2 tay 3 của Phúc này. Cổ vẻ tút tịt. Lá rất nhỏ nha anh Cảnh nhỉ? Ừ. Cũng trồng xanh Nam Điền mà già như này, già lá nhỏ bùng quá. Bê giống như thế nào mà công chúa đang hầu công chúa vậy. Vâng. Đây này mình quay quay bộ bệ để gửi tới anh em này. Đây, trên bệ này. Bê cái bệ này thì mà. Người ta bảo là bệ móng rồng, có đúng không anh Cảnh? Chính xác. Là chính xác à? Già quá. Quá già cái này. Vâng. Cái này nó các bạn nó sinh ra và nó lên từ thời niên thiếu, bản chất cải tiến có mỗi tí tay địa này. Của viên đại viên kiện. Đâu cái này là người ta cũng lấy lên đây này. Cồn cút nhưng lấy lên đây. Nhưng mà nó là lấy ở cái tay đặc của nó là người ta vẽ ra. Đây là một cái giật ra. Rồi. Người ta lấy của cái tay đấy thì giật thôi. Bỏ cái ngọn của cái cây tán tầng đi. Và lấy một nhánh ra làm tay. 10 năm nhá. Anh Cảnh ạ, 10 năm cho một tác phẩm. 10 năm cho tác phẩm. Cái này là 10 năm đấy. Là nhanh 10 năm đấy cho một tác phẩm này. Mà cái này là 10 năm là nhanh chứ không phải. Mất rất nhiều công nhỉ anh Cảnh nhỉ, cây này thì rất công phu. Cái này là chia ngày công để mà hoàn thiện cây này thì nó mới có tính theo tiền xu thôi. Cái này thì chú Kền cũng đang dự định mang đi dự triển lãm đồng mô, nhưng mà còn rất nhiều tác phẩm nữa, cũng rất mong anh em đóng góp ý kiến cho là nên mang tác phẩm nào đi cho nó anh em nó dễ nhìn. Nhưng mà tôi thì cũng cứ xin ý kiến của anh em xem là góp vui cho Trung ương hội một số tác phẩm. Nếu mà chưa được thì ta cũng cho chấm ở dưới, mà được thì ta cũng cho ý kiến ở dưới nhỉ chú Kền nhỉ? Vâng. Để ta có động lực phát triển cây hơn. Và là tiếp tục hoàn thiện. Vâng, tiếp tục hoàn thiện. Ý tôi là tôi muốn cái này để lại, bởi vì riêng chỗ chú Kền là nó còn nhiều tác phẩm hơn cây này nữa. Nên là muốn nhưng mà đã đi gọi là trên một cái phép đấu trường thì khiêm tốn là để mang cây nó trội nổi một tí. Thế giờ là mang cây mà nó đang chưa hết. Chứ đúng nguyện vọng thì nó cũng ấy nấy. Đây là ý kiến của anh Cảnh nha các bạn nha. Nhà chú Cảnh nó còn rất nhiều á hậu. Vâng. Đó là ở định vị là trong vườn nhà chú Cảnh nó rất nhiều á hậu. Còn hoa hậu nó thì nó phải cũng có. Nhưng mà có hoa ngay. Còn hoa hậu mình chưa có, anh em chưa có hoa hậu được. Rồi. Không ra thế nào đấy ông ơi. Không ra bình thường. Tất nhiên nở cái cây gì mà hoa nè. Đang rất nào hoa gì không? Hoa giấy ạ. Đường chạy của tay hoành cũng rất uyển chuyển như thế nhỉ. Bộ mặt bên thì nó do hơi hẹp nên mình không thể quay được.
Tôi định cố gắng đi vào cho các bạn xem nhé, chiêm ngưỡng mặt sau cũng rất là đẹp nha. Chật quá. Là tôi về đó mà chỉ yêu một nửa cây mới mà yêu một nửa vợ, thế là hai cái cộng lại là yêu cả hai. Và vui được. Cái này trước đây cũng rất nhiều anh em quan tâm, cũng điện thoại trực tiếp với chú Kền rồi, nhưng giá cả cũng chưa xong. Thì vườn chú Kền nó còn rất nhiều tác phẩm. Anh em nào yêu quý những tác phẩm trong vườn chú Kền thì cứ liên hệ trực tiếp với theo số điện thoại của chú Kền. Chú ơi, chú cho xin số điện thoại tí nhỉ? 0834 25 1966. Đấy là số điện thoại của chú Kền nhé. Bên này nó bé đẹp hơn này chú Kền. Các bạn cứ alo trực tiếp với chú Kền để được chiêm ngưỡng nhiều hơn những tác phẩm mà trong vườn của chú. Đó. Cái này mình có phải hãm lá gì không mà sao lá nó nhỏ vậy chứ? Hay là nó già nó nhỏ? Nó già, cái mình cắt nhiều lần nó hơi nhỏ. Vâng. Thì bản thân nó là một cây sổ một đồng lá nhỏ mà lá đẹp. Đúng siêu. À đâu? Siêu đấy. Mời các bác chiêm ngưỡng bộ tay của chú Kền nhé. Báo cáo với thầy là bộ rằm rất là đẹp. Ngày hôm nay không tưới. Ngày hôm nay không tưới. Từ sáng giờ không tưới. Cây này đấy nhá, tưới hai lần nhưng mà chưa tưới. Sáng giờ bận anh em tạo hộ cho cái này là tưới thôi. Một số tác phẩm cũng mới hoàn thiện hôm qua. Tác phẩm xanh ôm bức tường. Suối mini rất đẹp. Cây này cắt ra cũng rất hot. Hai cây đang tốt quá. Cái này thay sang một cái chậu đồng nai hoặc chậu tàu nữa thì rất là đẹp. Chủ vườn cũng đang đặt ngoài Hà Nội rồi. Hôm sau sang chậu mình sẽ quay để gửi tới anh em. Rất mong anh em góp ý cho chú Kền xem nên thay cây xanh dáng siêu này vào chậu nào cho nó hợp. Thì cây cũng rất là khó, sang chậu rất là khó rồi. Tìm được chậu ưng ý là cả một vấn đề. Mình xin kết thúc buổi video ở đây. Hẹn các bạn video tiếp theo. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Trung Bonsai được phát triển hơn nữa.
Và đừng quên ấn nút đăng ký để nhận video mới nhất mà kênh Trung Bonsai gửi đến các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.